Bây giờ là 5 giờ 12 phút. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 2022. Chúng ta đang trong khóa học tìm hiểu về sinh sắc, thấu hiểu phát triển bản thân. Nội dung của buổi sáng hôm nay là buổi sáng thứ ba. Chúng ta bàn về cái chủ đề đó là chúng ta tìm hiểu một số cái khái niệm nhận xét trong vấn đề tính cách trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu đi vào những cái chủ đúng rồi còn trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu sinh sắc các cái chủ vân, thì nó liên quan đến cái việc nhận xét các chủ vân thì chúng ta cũng cần phải nắm được cái ngôn cái gọi là cái những cái ý niệm để nhận xét, chúng ta cần hiểu nó. Thì khi chúng ta hiểu ra bản chất của nó thì chúng ta mới bắt đầu biết ứng dụng vào trong đời sống được. Nhưng chúng ta không nắm được rõ cái bản gốc của nó thì chúng ta chỉ nghe vậy thôi, chúng ta để vào đấy vậy thôi. Đó. Biết vậy thôi thì nó rất phí cái giá trị của người tư vấn. Ta cần quan sát. Sáng hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một loạt cái cặp này. Để ngày mai chúng ta đi vào phân nhóm tính cách. Thì các anh chị cần hiểu rõ kỹ hơn về các cái cặp từ này. Hôm trước chúng ta đã nói về hướng nội hướng ngoại rồi, chủ động thụ động rồi, nội tâm rồi, an toàn và thách thức rồi, gây ảnh hưởng này, tuân thủ cầu toàn, cảm xúc lý trí, bảo thủ và cố chấp. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp các cái cặp về linh hoạt này, cứng nhắc này, phòng thủ nghi ngờ này, tập trung và phân tán này, thống trị áp đặt, thẳng thắn hoặc là vòng xoáy, hòa đồng và chia sẻ, phân biệt và so sánh. Ok, những cái cặp này bây giờ anh chị nào phát biểu giúp hiểu thế nào là linh hoạt và cứng nhắc. Đầu tiên linh hoạt trước, sau đó cứng nhắc sau. Khi mà thấy được linh hoạt ấy, thì sẽ hiểu cứng nhắc, hoặc là khi mà thấy được cứng nhắc ấy, thì sẽ hiểu thế nào là gọi là linh hoạt. Như vậy cái này nó phủ nhận cái kia, cái này là cái cặp đối của cái kia đấy, nó là một cái cặp này. Khi có phòng thủ thì sẽ có tính nghi ngờ, khi có tập trung thì sẽ có phân tán, thống trị áp đặt, hai cái cặp này, thẳng thắn sẽ có phòng tránh, hòa đồng chia sẻ là một cặp, phân biệt so sánh, khi có so sánh là có phân biệt đó, nó sẽ có hiện tượng như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu rằng là linh hoạt và cứng nhắc như thế nào, mà anh chị ai ai phát biểu giúp ra nghe, mình hiểu rồi mình không không, không ấy nữa, bây giờ xem cái cách suy nghĩ của anh chị về cái đặc điểm này này như nào. Mời bạn cam và các bạn trong lớp phát biểu giúp, mời chị Tuyết Lan. Giờ mời lần lượt từng người, không đợi mọi người phát biểu nữa, mời từ lần lượt hết. Chào thầy các bạn. Chào chào. Lúc này mời. Thầy, vâng ạ, em hiểu được cái linh hoạt thì có nghĩa là cái cách mà một người ta ứng xử ra bên ngoài khi gặp trong bất cứ một cái tình huống gì thì ta thường có một cách phản ứng rất hợp lý và ít bị tác động về bên bề mặt, ít bị sự đưa mình vào cái tình huống là khó xử lý, và người ta biết cách phản ứng ra để cho nó hợp lý cái tình huống, hợp lý cái sự việc khi người ta gặp phải. Thế cách là cái cách người ta cư xử ra ngoài một cách linh hoạt. Ok. Đối lập với cứng rắn cứng nhắc thì là chỉ linh hoạt về việc như là tùy từng vào tình thế, tùy vào tình huống đúng không? Vâng. Mà biết thay đổi, nó phải có từ thay đổi cơ. Nó cần có từ thay đổi đúng không? Đó. Nó cần có từ thay đổi. Thay đổi để làm gì? Để phù hợp đúng không nhỉ? Để phù hợp với những cái biến đổi, những cái tác động bên ngoài này, đúng không? Thì đó là cái thì chúng ta hiểu như vậy. Thì đối lập với cứng nhắc thì linh hoạt khác gì ở cứng nhắc?
Đây là cái việc mà linh hoạt ấy, người ta sẽ chủ động hơn trong các tình huống. Còn cứng nhắc thì đôi lúc người ta hay bảo thủ, người ta bảo vệ cái suy nghĩ của mình, và người ta sẽ bị Đúng động, rồi, suy nghĩ của mình không mở đúng mang thêm được. rồi, cứng nhắc là cứng nhắc ấy. Cứng nhắc có nghĩa là không có sự biến đổi thay đổi nào để cho nó phù hợp với những cái diễn biến, với những hoàn cảnh đang xảy ra, đúng không? Ok, đó rồi. Thì đấy là trong xã hội hiện nay thì các anh chị đang dùng phương pháp nào mà chính? Cái xã hội hiện tại ấy, cái tại thời điểm đến bây giờ thì đa số người ta dùng cái cơ chế sống để thích ứng thì nhiều hơn, không còn cứng nhắc như trước kia. Trước kia thì chúng ta sẽ có khuôn mẫu và nguyên tắc hơn, nhưng mà cái xã hội hiện tại ấy, bây giờ nó biến đổi rất là nhanh đấy. Những cái công ty thành lập cả cả 150 năm, 200 năm đến bây giờ cũng tan hết, mọi yếu tố nó thay đổi một cách hoàn toàn. Cho nên người ta thấy rằng là có cái gì không có cái gì chắc chắn cả đấy. Bình thường chúng ta sẽ nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đầu tư, chúng ta góp cái này một chút, ngày mai chúng ta góp một chút, ngày mai góp một chút, thì lâu ngày nó sẽ thành một cái ụ to vững bền vững chắc, và chúng ta coi đó là chắc đấy. Nhưng đến bây giờ thì nó sẽ chứng minh cho anh chị biết rằng chẳng có cái gì là chắc đấy. Thì đến bây giờ cho nên chúng ta sẽ học cái cách sống gọi là thích ứng. Thích ứng có nghĩa là chúng ta phải biết điều kiện, điều chỉnh cái bản thân mình phù hợp với cái bối cảnh, với cái những cái diễn biến nó đang diễn ra xảy ra, thì thế mới gọi là cuộc sống sống động. Bởi vì tại sao là như vậy? Thực chất cái dòng cuộc sống của chúng ta nó đang diễn theo một cái chiều, nó gọi là luôn luôn liên tục chuyển động, liên tục chuyển động, liên tục chuyển động. Nó chính xác là một cái dòng chảy liên tục. Nếu mà chúng ta cứng nhắc, chúng ta cố thủ, chúng ta cố chấp thì có nghĩa rằng là chúng ta đang đứng một chỗ, đang đứng một chỗ đấy. Do vậy mà các cái khi mà chúng ta vứt bỏ được cái cố chấp, vứt bỏ được những cái cứng nhắc, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ biết vừa đón nhận, vừa biết buông xả, nhận xả, nhận xả, nhận xả, nó như vậy đấy. Thì đấy là chúng ta cần một cái linh hoạt này, linh hoạt này như vậy. Còn đôi khi nào chúng ta cần cứng nhắc, có ai trong lớp biết là, nhưng mà thực chất ý, trong cái cuộc sống chúng ta thì nó cũng có cần cái linh hoạt, nhưng nó cũng cần cái cứng nhắc, nó có cần cái cứng nhắc này đấy, không phải không cần đâu. Nhưng mà vấn đề cái cứng nhắc này chúng ta áp dụng vào cái gì trong cuộc sống, nó là điểm nào? Nếu như anh chị nào mà đọc cuốn sách của mình thì sẽ phát hiện ra tính áp đặt và tính linh hoạt, nó có cái tương trợ bổ nhau rất cho bổ trợ cho nhau rất hay. Khi nào chúng ta cần cứng nhắc, khi nào chúng ta cần linh hoạt, nó như vậy. Chứ không phải là cứng nhắc nó không có giá trị đâu, có giá trị, nhưng khi nào áp dụng vào ở cái gì đó là cái câu hỏi. Có ai phát biểu được cái nếu như cứng nhắc này nó có giá trị gì? Tôi mời cho, mời nhóm mình sẽ mời ai, mời Hanh với chị Hanh. À, theo em là cứng nhắc nó sẽ có cái điểm tốt khi mà mình quản trị hoặc quản lý đội ngũ, như vậy thì mình có cái luật và có cái điều lệ, mình làm đúng như vậy thì cái tính cứng nhắc này nó sẽ có hiệu quả. Đúng rồi, chuẩn đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ phối cái tính cứng nhắc và linh hoạt này như này. Tôi ví dụ như này này, cho các anh chị dễ hiểu. Là khi chúng ta đi tham gia giao thông, đúng không? Giao thông ấy, thì có những cái nó quy định chúng ta như là cái rào chắn hai bên đường, vạch kẻ, phân làn, là những cái cứng đấy. Nghĩa là cái hàng rào chắn xung quanh hai bên đường là chính là cái rào chắn cứng. Rồi cái vạch quy định, đôi khi có những cái vạch gọi là vạch, nó có gọi là vạch cứng, vạch vạch mềm, hoặc là luật giao thông đó. Thì đó, thường thường là những cái thứ đó nó gọi là nằm trong cái nguyên tắc
nằm trong cứng nhắc này. Thì bản chất của cái tính cứng nhắc, cái nguyên tắc này này, cứng nhắc đi liền với nguyên tắc nữa, nó chính là một cái cơ chế bảo vệ cho chúng ta, nên là bảo vệ để đảm bảo chúng ta được an toàn. Nó giống như cái hành lang giao thông cũng vậy, cái hành lang sắt ấy. Đấy, nên nó cũng là hành lang bảo vệ. Thì khi mà một cái xe, chúng ta tưởng tượng một cái xe đi trên một con đường, thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tuân thủ cái tuân thủ những cái nguyên tắc cứng cứng nhắc của nó, đó là chúng ta phải tuân thủ, chúng ta đi trong cái lòng đường mà nó quy định. Đấy, thì cho lòng đường nó quy định là gì, là cái khoảng trống giữa hai cái barrier chắn cứng hai bên này. Thì cái chắn cứng hai bên này nó cứng, nhưng cái xe của chúng ta thì chúng ta lại cần phải linh hoạt, bởi vì có ông nào bà nào đi xe này mà đạp chân ga cứ từ đầu đến cuối là 50 km/h không? Không đúng không? Chúng ta sẽ biết tăng ga và giảm ga để điều chỉnh phù hợp cho đường cong, đường thẳng, đường đông, đường ít người, thì cái đó chúng ta gọi là linh hoạt. Đấy, còn cứng nhắc là gì? Chúng ta không được đâm đầu vào cái đâm xe đầu xe vào sang cái hành lang bên phải, cũng không được đâm nữa xe vào cái hành lang bên trái, bởi vì nếu chúng ta đâm phá ra ngoài hai cái hành lang này là cái nguy hiểm nó đến với chúng ta, có thể lao xuống vực, cũng có thể lao xuống hồ, cũng có thể lao xuống ruộng, xuống đồng. Đó. Thì anh Kiệm, khi mà tình huống mà khi anh chị hình dung ra một cái xe chạy trên đường, thì anh chị sẽ hiểu được cái giá trị của tính linh hoạt và tính cứng nhắc, hai cái cảm này nó đi cuối cùng với nhau. Như vậy cứng nhắc nguyên tắc đó là ứng dụng trong lĩnh vực về luật, về những cái quy định, người ta gọi là những quy định khung đó. Để những cái quy định này chính là những cái giới luật. Bản chất của tính cứng nhắc này thường thường nó hay tồn tại ở các giới luật. Giới là phải phân định ranh giới, luật có nghĩa là ban hành những cái quy định để đảm bảo cho cái những cái gì mà nó vận hành trong đó nó được bảo vệ, được an toàn. Đó. Thì lúc này cái tính cứng nhắc nó nằm ở chỗ đây. Đó. Chứ còn linh hoạt ở đây ấy, là có nghĩa là tùy theo tình thế tình huống, thì hai cái cặp này nó bổ trợ cho nhau. Đấy. Cứng nhắc để bảo vệ ban đầu, giống như bố mẹ thường thường lúc đầu ấy, là đứa con nó mới sinh ra đời thì nó chưa biết gì cả, vậy thì bố mẹ nó sẽ phải áp đặt một số cái nguyên tắc cho một đứa trẻ. Đó. Nhưng sau này dần dần con nó tự lớn lên thì chúng ta lại phải lấy dần nó ra, chúng ta linh hoạt hơn, cho nó nhiều không gian tự do hơn. Ngày xưa là chúng ta cứ phải coi như 24/24 giờ chăm sóc quan sát nó từng tí một, nhưng sau này lớn nó lớn dần, chúng ta linh hoạt dần, linh hoạt dần. Thì thường thường tính cứng nhắc này này, cái quy trình của nó thường thường nó sẽ có cái đặc điểm là nếu như trong đời sống ra chúng ta thấy nó xuất hiện trước, nhưng sau đó nó linh hoạt dần, sau đó đứa trẻ nó dần 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 nó linh hoạt dần, nó tự do dần của nó. Chính là phối hợp hai cái cặp này là như vậy. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng luôn luôn có hai cái vấn đề này đi song hành, là chúng ta làm việc có kế hoạch, có chiến lược, chính là cứng nhắc theo một chiến lược, theo một kế hoạch, nhưng chúng ta biết linh hoạt trong cách thực hiện, điều chỉnh mọi cái hành vi mọi người cho nó phù hợp. Đấy, hai cái này nó là một cặp song hành, nếu như biết phối hợp thì chính xác nó cặp song hành là như vậy. Giống như gọi là cái cọc gọi là hành lang giao thông với cả cái xe chạy trên con đường ấy. Nói như thế là mọi người hiểu ra giá trị của nó, cái cặp này nghe tức. Thì trong sinh chắc vân tay ấy, thì có những cái người linh hoạt và cũng có những người cứng nhắc. Thế thì chúng ta chỉ biết rằng là cuộc sống này tại sao lại cần phải linh hoạt, bởi vì nó là một dòng chảy liên tục, nó không đứng ở chỗ nào hết, nó không có đúng mà cũng chẳng có sai. Bây giờ nó đúng nhưng một lúc nữa nó lại sai, bây giờ nó sai một lúc nữa nó lại đúng. Vậy thì chính vì thế mà chúng ta rất khó để mà cứng nhắc một cái gì đó, bảo là ồ cái này nó mới là đúng, cái kia là sai. Cho nên cái nhận thức của người sâu sắc ấy, người ta không đi theo đúng với sai nữa, người ta vứt cái khái niệm đó đi, người ta bảo người ta thấy nó như là thôi, người ta không đánh giá là đúng hay sai nữa. Bởi vì tại sao, nó là một cái dòng chảy diễn biến liên tục, các nhà khoa học bây giờ cũng chẳng chứng minh được, cũng không thể là khẳng định được. Cho vậy mà tất cả mọi người đều chấp nhận một cái thuyết gọi là thuyết tương đối, bởi vì tất cả mọi cái nó chuyển động hết, thì chúng ta mới hiểu được giá trị của từ linh hoạt. Đấy. Chúng ta chỉ tại thời điểm này chúng ta thích ứng thôi. Đấy. Thì đó là những cái vấn đề chúng ta cần. Đấy.
hiểu với gặp về linh hoạt và cứng nhắc là như vậy. Ok, anh chị nào muốn hỏi, hỏi thêm hiểu thêm nữa, nói như vậy là tôi nghĩ rằng anh chị đã hiểu đúng không nhỉ? Đấy. Cuộc sống này chúng ta luôn luôn cần linh hoạt nhưng mà cũng cần nguyên tắc. Đấy, cứng nhắc này này, không phải là chỉ có một cái này đâu, cần cả hai. Đấy, nhưng vấn đề là khi nào áp dụng ở đâu đó, chúng ta lưu ý. Đấy. Thì đấy là cái cặp này ứng dụng trong cuộc sống thì chúng ta rất là cần cái này đấy. Đấy, nhân viên con người thì cần cũng phải linh hoạt cho nó, chúng ta chỉ cứng nhắc về cái khuôn khổ thôi. Chúng ta ban hành là giống như quản trị trong một gia đình đúng không ạ, chúng ta cần phải có cái đề lếp, chính là những cái quy định khung, chúng ta gọi là quy định khung. Sau đó chúng cái này gọi là quy định khung các nhé, có nghĩa là chúng ta cho nó một cái ngưỡng, một cái khoảng đấy. Chứ còn nếu như chúng ta ép nó vào là mày phải thế này, phải thế kia, phải thế kia thì có nghĩa là chúng ta bắt nó phải là đúng như này, đúng như thế kia. Nhưng mà cái cách khôn ngoan của người ta là không, người ta không không ép vào một cái, người ta không ép vào hình tròn hay hình vuông cả, người ta cho mày một khoảng thời gian. Còn đâu mày cho một cái khoảng trống này, cho mày muốn thích vuông thì vuông, mà muốn thích tròn thì cũng được, nhưng mà đừng bắt nó là gì, mày phải vuông hay phải tròn. Đấy, và chúng ta nó chỉ lên quy định khung thôi, chứ tất cả những cái cứng nhắc chúng ta chỉ tạo ra một cái khung quy định thôi, chứ đâu chúng ta không được đưa nó vào một cách gọi là nó gọi là cái cách gọi là cái cách cứng nhắc, là cái cách gọi là tiêu chuẩn đến mức độ là nó không có cái cơ hội để nó thay đổi. Đó. Đưa ra cái khung thì nó dễ. Tại sao mình đưa ra cái khung? Bởi vì mọi sự vật đều biến động, đều lay chuyển, cho nên là khi chúng ta áp nó chặt vào thì chính nó sẽ phá vỡ những cái nguyên tắc ra, thì lúc đấy nguyên tắc những cái cứng nhắc này nó không còn giá trị nữa. Cho cái cách khôn ngoan là người ta đặt khung và đặt ngưỡng, thì nó còn bảo vệ được cái độ ổn định. Chứ còn nếu như chúng ta mà không biết đặt khung đặt ngưỡng này, chúng ta cứ ép nó vào cái nghĩa là tôi muốn thế này thì phải như thế này, thì chúng ta sẽ gặp luôn luôn chúng ta sẽ gặp điều bất như ý. Đấy. Cho nên chúng ta khổ vì cái điều đó, cho nên là chúng ta chỉ quy định khung thôi. Anh chị lưu ý vận dụng cái cặp này. Đấy là linh hoạt và cứng nhắc. Tiếp đến cái cặp phòng thủ với nghi ngờ, mời chị Nhung, mời chị Trần Hồng Nhung. Cặp phòng thủ và nghi ngờ, mình Vâng. có thế mạnh phá cặp này đấy, Nhung có thế mạnh phá cặp này, nhưng mà Dạ. càng càng mạnh mẽ lên thì chúng nó lại càng càng phòng thủ. Cặp này rất là hay, phòng thủ với nghi ngờ. Phòng thủ với nghi ngờ thì em nghĩ rằng là nó là cái luôn luôn là cho rằng là mình Phòng thủ trước đi, nó dạ mình hiểu về thế nào gọi là phòng thủ. Đầu tiên mình hiểu thế nào là phòng thủ, sau đó mình hiểu nguyên nhân của phòng thủ. Đó. Đúng không? Mình hiểu bản chất của phòng thủ. Cho nên khi mà chúng ta tìm học ấy, chúng ta chỉ cần là cố gắng là chúng ta nắm được cái đầu tiên chúng ta đánh hiểu được cái người ta chúng ta định hình cái khung của nó. Đấy, sau chúng ta hiểu bản chất của nó. Đấy, sau đó chúng ta nắm được cái quy luật của nó. Đấy. Và sau cùng ấy là chúng ta nắm được cái quy luật của nó là chính. Chứ còn chúng ta không đi bám vào cái hình tướng của nó. Chúng ta chỉ cần bám vào cái luật của nó thôi. Xem là khi nào thì nó hình thành, khi nào thì nó chấm dứt. Ví dụ vậy. Đấy, bản chất của nó, bản chất tương đối của nó, chúng ta cái cách nhận thức của mình sẽ đi theo cách như vậy. Ok, mời tiếp tục, mời Nhung. Đâu rồi? Mất cam rồi. vâng. Ok, bây giờ mình hiểu thế nào về cái phòng thủ này cái đã. Cái cách trong đầu mình đang nghĩ về cái từ phòng thủ này, mình đang nghĩ nó là cái gì? Đầu tiên nó là cái gì? Đúng không? Phòng thủ lúc nào cũng tự bảo vệ mình một cách kiểu dạng như là nghiêm ngặt, À. không, có nghĩa là không không muốn cho những cái thứ xung quanh bên ngoài, luôn luôn là mình không muốn những cái thứ bên ngoài nó xâm nhập vào bên trong của mình. Không phải Em đâu, không nghĩ hẳn là đâu, ừ. không phải là không muốn đâu. Thực ra thì bảo phòng thủ này này, từ phòng này này, thì nó từ phòng này này, phòng thủ này này, bản chất của nó là luôn luôn, thực ra là nó có cái tính gọi là luôn luôn có cái ý thức về cái việc đó là phòng vệ, đúng không nhỉ?
có luôn luôn có ý thức gọi là bảo vệ, phòng vệ hoặc là phòng vệ nghĩa là đề phòng đúng không, có nghĩa là luôn Đúng luôn rồi. giống như một cái nhà, giống như là cái cửa đấy nó vẫn mở thôi, nhưng nó luôn luôn nó để ý, nó để tâm trí của mình, nó để cái tâm trí của nó ra đứng trực ở cái cửa đấy. Đấy. Đấy, để làm gì, để nó nếu như một cái ai đó vào ra thì nó còn biết người này vào người kia ra, ý nó như vậy. Thì đấy là cái đặc điểm của cái phòng thủ. Đấy, có nghĩa là luôn luôn họ để ý cho cái việc đó là phòng phòng ngừa phòng vệ. Đấy, chưa đến mức độ bảo vệ đâu. Đấy, có nghĩa là giống như bây giờ các chiến sĩ biên phòng của chúng ta gọi là biên phòng thì luôn luôn đứng ở các cái cửa biên giới. Đứng ở các biên giới để gì, để có cái tư thế sẵn sàng bảo vệ, nó gọi là sẵn sàng bảo vệ cũng chưa chắc nó bảo vệ ngay đúng không. Đấy, thì khi nào mới bảo vệ, à thì khi mà có cái người xâm năng xâm khi mà có người coi như vi phạm sang đây thì họ lúc đó họ mới làm cái công tác gọi là bảo vệ. Đấy, thì cái công đoạn của phòng thủ này, này chính là luôn luôn có cái tâm lý gọi là tâm lý đề phòng, hoặc là cái tâm lý gọi là cái tâm lý để ý vào những cái thay đổi, những cái diễn biến trong cuộc sống ấy. Đấy, thì đấy gọi là tâm lý phòng thủ, phòng có nghĩa là phòng vệ, thủ có nghĩa là giữ, đặc trưng của nó là như vậy. Ok, đấy là hiểu phòng thủ. Khi nào thì tại sao có người có tính phòng thủ và có người không có tính phòng thủ? Khi nào một người có tính phòng thủ? Đúng không? Em thấy cái cặp này nó giống giống nhau ấy anh. Khi nào vấn đề bây Em thấy giờ mình đang cái cặp khi nào thì một người có tính phòng thủ, nó giống như cặp dưới này đúng không nhỉ, hôm qua này ừ. khi họ rơi vào trạng thái gì nguy hiểm đúng không, là một khi người ta bị đang bị yếu đúng không, yếu thế đúng không, người ta cũng phòng thủ đó. Và khi người ta cảm thấy không an toàn người ta sẽ làm sao, cũng phòng thủ đúng không, không an toàn cũng phòng thủ rồi đấy. Bản chất của các con thú bản năng của nó là gì, khi nó bao giờ thế đi đâu, cái động tác của nó đi đến một môi trường mới, động vật đầu tiên của nó thăm dò đấy, nó ngó nghiêng thăm dò đấy, là động tác của phòng thủ để nó xem xét rằng là có cái gì ở đây không, có cái gì thay đổi không đó. Thì đấy là động tác phòng thủ đấy. Sau đó nó mới tiến vào một bước, sau đó nó mới tiến vào cái vùng mới đó đấy. Hoặc là nó đang ăn cỏ, một lúc nó đang ăn cỏ xong một lúc sau nó lại ngẩng đầu lên nó quan sát bao các xung quanh để làm gì vậy, để nó tránh, để nó làm cái việc đó là nó bảo vệ thân nó tránh được những cái nguy hiểm đang rình mò xung quanh. Nó đang ăn cỏ xong một lúc lại quay đầu lên nó ngẩng, con vật nào cũng vậy, hoặc con chuột cũng vậy, nó đang chạy vèo 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 này, sao nó đứng lại một tí, nó lại quan sát xung quanh xong lại chạy tiếp, đứng lại tiếp. Thì đấy là những cái phản ứng về phòng thủ đấy. Bản chất của nó là khi mà xâm nhập vào vùng mới, hoặc là khi cơ thể chúng ta bị yếu thì chúng ta có xu hướng là phòng vệ đấy. Hoặc là khi chúng ta cảm thấy không an toàn ở bên ngoài, cái không an toàn thì chúng ta cũng quay về xu hướng đó là phòng thủ đấy. Thì cái phòng thủ này nó khác bảo thủ một chút, cái phòng thủ này nó chỉ là mang tính chất là Tự dự bảo báo, vệ. đúng rồi, dự báo rồi gọi là có một cái nghĩa luôn luôn chuẩn, nó có tư tưởng gọi là chuẩn bị đấy. Có tinh thần gọi là chuẩn bị đấy. Thì đặc biệt là nó vào phòng thủ là như vậy. Thì tại sao cái phòng thủ này nó lại đi liền với nghi ngờ đúng không, nghi ngờ là gì, bản chất nghi ngờ là gì, Rất nghi ngờ là không tin là không tin khi mà rồi bất cứ một cái thông tin nào đến thì mình cũng luôn luôn là phải phân tích rồi theo cái tính logic đó và mình không 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 tin ngay và mình phải tìm những cái dữ liệu những cái chứng cứ để mình có thể phân tích cái tình huống đó hoặc là cái thông tin đó và cái nghi ngờ này thì em nghĩ là như vậy, luôn luôn là nghĩ ra các cái tình huống khác nhau để có thể phân tích cái tình hình đấy. bản chất của nghi Thế ngờ. thôi ạ. Bây giờ chúng ta cần nắm được bản chất của nghi ngờ.
đúng không? Bản chất của nghi ngờ là gì? Có một cái khái niệm nào nắm được bản chất của nghi ngờ không? Bản chất theo em hiểu thì bản chất của nghi ngờ đó Ai là nói phát biểu giơ tay xin giơ hand chúng cái. em Nga Nga gì? Nga hiểu bản chất nghi ngờ là gì? bản chất của nghi ngờ là do cái sự thiếu thông Thông tin, sự thiếu sự rõ ràng ấy, thì người Đúng ta sẽ rồi. hay băn khoăn rồi đặt câu hỏi. Chính xác. Bản chất của nghi ngờ nó chính là không rõ ràng, đúng không? Chứ đã rõ thì còn có nghi nữa không? Dạ không. Hết nghi luôn đúng không? Đấy. Bản chất của nó là không rõ ràng. Cho nên nó mới sinh ra cái nghi ngờ. Khi chúng ta rõ ràng như ban ngày rồi thì có phải nghi ngờ gì nữa không? Hết. Đúng chưa? Đấy. Nếu chúng ta hiểu cái cách đấy thì chúng ta đóng vào bản chất của nó ngay. Cho nên là vì chúng ta không rõ ràng cho nên chúng ta phải đề phòng đúng không? Vâng. Mình biết nó mổ mình lúc nào đâu, mình không biết. Cho nên chính vì thế mà mình phải luôn luôn phải đề phòng. Đấy, giống như chúng ta đi đi cạnh một cái giả sử một cái người bạn mà chúng ta cảm thấy nó không an toàn vì cái bạn đó. Tại sao vậy? Vì chúng ta không nắm rõ được cái tâm trí, cái gọi là cái tâm trí của họ. À, họ có thể là xơi tái mình lúc nào không biết. Thế là chúng ta phải luôn luôn mà thôi không biết nó như nào cả bằng cách là chúng ta phải đề phòng mà thôi. Thì đấy là cái đặc điểm. Như vậy là vì không rõ ràng, không biết nó mới sinh ra nghi ngờ. Đúng không? Giống như trong đi trong đêm tối ấy, cái hành động này rất 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 dễ. Khi đi trong đêm tối mà đi trong trong một cái khu vực nào tối chẳng hạn, chúng ta không nhìn thấy rõ ràng mọi cái xung quanh. Thì cái nghi ngờ chúng ta nó nổi lên rất là mạnh đúng không? Ồ chỗ này là có khi kia là con rắn, cũng có khi là kia là con mèo, cũng có khi kia là một con ma. Đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ hình tưởng tượng ra cái nghi ngờ chúng ta nó nổi lên rất là khủng khiếp. Đấy. Nhưng mà khi bật đèn lên cái và ui tưởng là cái gì, hóa ra cái gậy, hóa ra khúc cây, không phải con rắn. Đó. Thì lúc đấy nghi ngờ nó sẽ bị xóa, được xóa đi ngay lập tức. Thì lúc đấy cái tính phòng thủ này nó cũng được giải phóng. Nhưng mà bản chất của cái trường hợp nghi ngờ này chính cũng là nó cũng là không rõ ràng đấy, anh nhỉ. Cái nguyên nhân của không rõ ràng này ấy, thì nó có làm được rất là nhiều vấn đề như là thiếu thông tin rồi là không có một cái khái niệm hoặc không có một không có một cái những khái niệm hoặc là không có những cái chỉ dẫn đó, một cách cụ thể chi tiết thì nó trường hợp này nó sẽ sinh ra nghi ngờ. Vậy thì so sánh với đàn ông với phụ nữ thì ai là người nghi ngờ nhiều hơn? Cả nhà có biết ai là đối tượng nếu mà so xét về giới tính? Bây giờ các vị đã hiểu bán cầu lão phải, bán cầu lão trái thì trong trường hợp này ai sẽ là người nghi ngờ nhiều hơn? Lão trái lão trái Đúng không? Được chưa? Cho nên phụ nữ là rất có nguy cơ, cho nên ông chồng mà không rõ ràng cái là phụ nữ đánh ghen ngay đúng không? Đó, nó có hiện tượng như vậy. Nghi ngờ. Khi chúng ta đi trong bóng tối thì bao giờ thế cái khả năng nghi ngờ rất là cao. Cho nên một người có một người các anh chị này, cho nên nó hành vi nó biểu hiện ra hành vi ra hàng ngày ngay. Một kẻ có cái tâm lý mà nghi ngờ cao ấy, thì có nghĩa là cái đầu người đó đang ở trong dạng bóng tối. Cho nên là đi đâu cũng mắt la mày lén, nghiêng ngó, nghiêng đèn gì vậy? Đúng không? Đấy, những cái người mà hay có cái mà hay phải ngó nghiêng nhiều ấy, mắt na mày lén rồi chỗ này có như là ngó hết chỗ nào, có trong ngó này này. Mọi người biết là cái đầu người đó là sáng hay tối không? tối Đầu tối đúng không? Đấy, là cái đầu tối đấy. Cho nên cái nếu như mà anh chị đi đâu mà nó suốt ngày mà cứ để coi như là soi soi chỗ này soi chỗ kia, nhòm cái nào nhòm cái kia nhiều ấy. Đấy chứng tỏ là trong đầu anh chị là bóng tối đang rất là nhiều đấy. Các vị thiền sư, những cái người mà người tu luyện thì người ta không đi ngó nghiêng như chúng ta, họ đi họ chỉ tập trung vào trước mắt họ thôi, họ không để ý những cái gì xung quanh. Nhưng mà người thường của chúng ta thường thường đi động thế, chúng ta phải ngó cái này ngắm cái kia, ngắm cái kia. Vì tại sao vậy? Thực chất là có mấy nguyên nhân. Một là tâm chúng ta không định, cái thứ hai nữa là cái nghi ngờ chúng ta đang nó lớn, nên chúng ta chỉ muốn soi cái này soi cái kia để chúng ta biết rõ. Đó. Thì nó gọi là cái trường hợp đấy chứ gọi là tâm, chúng ta gọi là tâm loạn.
Thì túng lại là cái những cái người mà có nhiều cái nghi ngờ trong này, nhiều nghi ngờ này, là đầu óc nó sẽ có rất nhiều bóng tối, có rất nhiều cái có một cái đặc điểm là có nhiều cái bóng tối, có nhiều câu hỏi. Đấy. Một cái trạng thái nghi ngờ nữa, đấy là một trạng thái nhá, là tối. Một trạng thái nghi ngờ nữa là gì? Một trạng thái nghi ngờ nữa nó đến từ cái việc đó là nó thiếu một cái gọi là thiếu một cái chính kiến, thiếu một cái niềm tin thì nó sinh ra nghi ngờ các vị nhé. Cho nên là mỗi một trong các anh chị, trong con người chúng ta, nếu chúng ta không cài đặt niềm tin ấy, thì chúng ta cả đời này chúng ta nghi ngờ đấy các anh chị nhé. Nghi ngờ. Cho nên là bây giờ thực sự bây giờ mình hỏi mình rằng là đã cài được niềm tin vào trong người mình chưa, biết mình sống vì cái gì, thực sự là vì cái gì chưa? Đó. Mình đang sống nhưng mà thực sự là đang sống vì cái gì? Sống chỉ là để sống thì nó lại rơi vào cái bản năng của tất cả các loài vật khác. Con người chúng ta khác một điểm đó là chúng ta sống nhưng phải có mục đích, có ý nghĩa. Vậy thì cái ý nghĩa sống của anh chị nó là cái gì, mục đích sống của anh chị nó là cái gì? Giờ anh chị đã đặt ra câu hỏi này chưa, đúng không? Chúng ta không chừng nào chúng ta chưa giải nghĩa được điều đó là chúng ta vẫn đang còn bị nghi ngờ đấy nhá các anh chị nhá. Thì còn nghi ngờ có nghĩa là cái hành trình chúng ta đang sống này, nó vẫn đang đi dò dẫm, đang đi mò. Chúng ta vẫn là người gọi là mặc dù là có mắt nhưng mà vẫn bị đeo kính đen, không nhìn thấy gì hết, vẫn đang cứ mò mò. Nhưng mà khi chúng ta có một cái niềm tin, khi chúng ta bắt đầu có cài đặt được chính kiến quan điểm rồi, chúng ta rất là mạnh mẽ, và giống như chúng ta đã có cái đèn pin pha soi rồi, cứ việc thế mà đi. Thì chính cho nên chính vì thế mỗi người trong chúng ta phải cài đặt được cho mình một niềm tin, có nghĩa là chúng ta đang sống vì cái giá trị gì, vì cái mục đích gì. Đấy. Thì lúc đó thì cái hành động và cái động cơ của anh chị mới đủ mạnh được, giống như một người, giống như chúng ta nghiên cứu cái cặp này, chủ động và thụ động. Chúng ta chỉ chủ động được khi chúng ta đã biết rõ ràng mục tiêu, rõ ràng nhiệm vụ, rõ ràng cái ý nghĩa của hành động chúng ta làm. Cho nên muốn con cái mình mạnh mẽ, muốn bản thân mình mạnh mẽ, thì một trong những cái các anh chị không phải phải hô hào, phải hô hét gì hết, đó chính là làm sáng rõ những cái mục đích đó. Sáng rõ những động cơ, sáng rõ những chủ đích của chúng ta đó. Thì nó sẽ tự động, nó chủ động, nó mạnh mẽ lên ngay đó. Nhưng mà khi chúng ta không rõ ràng ấy, mà chúng ta còn nghi ngờ là nhiều này, là chúng ta giống như là chúng ta vừa làm nhưng chúng ta vừa run, vừa làm phải dò, đi đâu cũng ra đường để cứ đi một đoạn để hỏi đường, chỗ này đi đến đâu, là chỗ kia đi đến đâu, chỗ kia đi đến đâu, thì đó chính là nghi ngờ đấy. Do vậy mà sau này các anh chị trong khóa học này phải đặt ra câu hỏi, phải đặt ra được cái câu trả lời của mình ở chỗ này. Tớ thì tớ có ngay từ lâu rồi. Đó. Tớ biết con đường của tớ đi là phải là gì rồi, việc gì tớ phải làm rồi, giai đoạn nào tớ làm như nào, như vậy là tớ đã rõ ràng. Đấy. Còn anh chị chưa giải quyết được điều này thì anh chị còn sống trong lo sợ, trong suy nghĩ, trong nghi ngờ, trong buồn và trong yêu và ghét. Khi chúng ta đã rõ ràng rồi là chúng ta sẽ mấy cái việc yêu ghét chuyện tầm thường. Đó. Rồi chúng ta sẽ những cái vấn đề vụn vặt trong cuộc sống chúng ta sẽ loại đi một cách dễ dàng, đơn giản. Chúng ta không còn chấp nhau nữa. Lúc đấy nó chỉ còn là gì? Chúng ta biết là quãng đường chúng ta đi còn xa đấy kia kìa. Bây giờ không có ghét nhau, không có ganh ghét đố kỵ nữa. Bây giờ phải làm sao để cho cả cả người tốt hay người xấu họ cùng hợp tác với mình để cùng giúp, để cùng nhau đi nhanh tiến về con đường phía trước. Để tiến về cái đích phía trước, chúng ta không còn, lúc đấy chúng ta không còn đủ thời gian để mà ngồi đây mà phân bua, để mà ngồi mà phán xét nhau nữa. Nó có ý nghĩa là như vậy. Đấy là cái nghĩa. Cái đặc điểm này thì tôi nói thật sự là trong mỗi con người chúng ta phải xóa, phải giải quyết được phần này này.
Khi mà quý vị mà giải quyết được phần này là cái cuộc sống của quý vị nó sẽ thay đổi một cách rất mạnh mẽ, và nó thay đổi ngay lập tức. Cái nghi ngờ này, cho nên phải đặt cái câu hỏi thì mình đang sống vì cái gì? Đó. Ý nghĩa của nó là cái gì? Đó. Câu hỏi này có dễ không? Anh chị câu hỏi này có dễ không? Tôi sống vì con tôi à? Tôi sống vì vợ tôi à? Tôi sống vì bố tôi à? Vì mẹ tôi à? Chắc không? Không dễ dàng như anh chị, nó không phải đâu. Bố cũng không phải vì con anh chị, cũng không phải là vì bố mẹ anh chị. Đó. Bởi vì thực chất ấy, có những người lo cho bố mẹ mình nhưng có người không lo cho bố mẹ mình thì sao? Có người lo con lo cho con cái mình nhưng mà có những người không lo được thì sao? Đúng không? Đấy không phải là đối tượng. Chúng ta hướng đến này nào. Cho nên là trước khi muốn giúp người khác, bản thân mình phải làm rõ ràng cái mục đích sống của mình, ý nghĩa của mình. Chính là để chúng ta giải quyết được cái nghi ngờ. Thì chưa là không có nghi ngờ thì chúng ta luôn luôn ở thế phòng thủ, mà thế phòng thủ là thế yếu ở nhà nhé. Đã rơi vào trạng thái phòng thủ là yếu, có nghĩa yếu thì mới phải đề phòng. Là vậy mà hãy cố gắng. Cho nên tất cả sau này các anh chị làm chính xác vân tay, cái chủng nhóm chúng A người ta gọi là tính phòng thủ. Cái chủng A nó có mấy vân? Nó chỉ có 3 vân thôi. Nó là minimum của các cái chủng vân tay. Có nghĩa là mật độ đường vân thấp nhất. Mà nó lại không phải là chủng vân, mà nó là một cái đường, nó chỉ là một đường cong như này, đường sóng. Nên đặc tính của nhóm này thì nó có tính phòng thủ. Nếu mà nó sau này đưa ra khái niệm sinh chắc vân tay á, các anh chị mình hiểu ngay rằng thì ra phòng thủ, bản chất của phòng thủ là yếu và độ đường vân rất thấp, có 3 thôi, thì chúng ta sẽ thấy được hiểu cái bản chất của phòng thủ và nghi ngờ. Và nhóm vân tay chủng A, thậm chí chủng núi, thậm chí có những vân tay chủng AS chẳng hạn, không có delta nào cả, nghĩa là không có điểm chặn, không có điểm chặn có nghĩa là không có điểm giới hạn, có nghĩa là tự do vô định. Thế thì đương nhiên là gì, nó luôn luôn ở trong cái thế nó gọi là tự do vô định, chỉ có nghĩa là không có cái ranh giới nào. Cho nên chính vì thế mà người ta, cái người AS, những cái người chúng ta nó gọi là vô tư, mà đôi khi người ta thì lại thấy vô tư đến mức độ là thậm chí vô tư đến mức độ hoang mang. Bởi vì là nó không có cái gì định cho người ta, nó không có cái gì ranh giới cho người ta, chính vì thế người ta hoang mang thì lúc này nó sinh ra cái tâm lý gọi là phòng thủ, luôn luôn chỉ có biết đề phòng thôi, còn vì sao thì chưa biết nữa. Cái phòng đã đặc điểm của cái tính phòng thủ này, thì sau này khi mà vào sinh chắc vân tay thì anh chị sẽ nắm được cái cơ chế này. Chúng ta phải đi vào cái tầng sâu hơn nữa, cái tầng sâu của tính phòng thủ này, chúng ta mới hiểu rằng là đầu tiên chúng ta nhìn thấy nó là yếu, rồi là nó có nhiều cái nghi ngờ cái gì, cho nên nghi ngờ với tất cả những cái gì bên ngoài nó. Bên trong nó thì nó có gì nó còn có biết, nhưng ở bên ngoài nó có quá nhiều thứ nó không biết, cho nên là nó sẽ có cái nghi ngờ. Mà khi có nghi ngờ này thì nó cái tính phòng thủ nó hình thành, thì nó lúc này nó cái tính tự tin nó sẽ bị thiếu. Mà khi không tự tin thì hành động sẽ không rõ ràng, dứt khoát, cụ thể. Đó, cứ phải phụ thuộc. Không tự tin thì có nghĩa là phải phụ thuộc, nó là như vậy. Cho nên là cái sâu chuỗi nó đi theo cái quy tắc như vậy. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải khá nghi ngờ bằng cách cài đặt niềm tin. Bởi vì tại sao lại cài đặt niềm tin? Niềm tin nó giống như một sợi kim chỉ nam, nó vạch đường cho các anh chị. Đây là cái đường này cần phải đi. Thế là chúng ta chỉ việc theo cái sợi chỉ chúng ta đi thôi. Nhưng mà ngày nào chúng ta chưa có cái kim, cái sợi chỉ đó, thì là chúng ta sẽ không biết là đi lối nào. Ngay cả người chết người ta còn làm cái việc nó gọi là vạch đường đi. Người ta đi trên đường, người ta giải vàng mã để người ta cho cái linh hồn đó biết là cái chỗ này là đường để về nhà. Đó. Thế thì cái người sống của chúng ta đang vạch cái kim chỉ nam của mình ở đâu? Người chết thì nó vạch bằng vàng mã. Thế người sống chúng ta đang vạch ở đâu? Anh chị có đặt suy nghĩ này không? Chúng ta đang đặt cái vạch kim chỉ nam của chúng ta đi tới đâu?
Anh chị có biết không? Có ai biết không? Quỳnh Nam Ngọc ngồi ngáp ngáp. Quý Vân Anh, mình đang đặt cái mũi tên của mình hướng về đâu? Rõ ràng hàng ngày mình đang đi mà bây giờ mình không biết mình hướng đến đâu. Mình đang hướng đến đâu? Dạ, cái này mình trả lời ha. Trả lời À. theo mỗi người đúng không? À, bản thân em á, thì trước đây giống như là em cứ cũng học một vài lớp về phát triển bản thân á, thì cứ đi một thời gian thì mình sẽ dần dần nhận ra bản thân mình cần điều gì, và điều gì làm cho mình cảm thấy là mình thỏa mãn được bên trong mà mình cảm thấy mình hạnh phúc. Thì giống như về cái mảng về tinh thần á, thì em cảm thấy là cái con đường em đi là về với vấn đề về thấu hiểu được bản thân mình trước, sau đó thấu hiểu được người khác, đồng hành hỗ trợ và dẫn dắt người khác để họ thấu hiểu được bản thân họ. Thì đó là cái đường em đi sắp tới, là về những cái mảng về tâm thức, những cái mảng về chữa lành, thì đó là cái định hướng của em. Bây giờ anh đang hỏi em ấy, em không phải là em làm cho người khác. Em đặt mục tiêu em hướng đến đâu? À, em đặt mục tiêu Lên địa là ngục, rồi là dạ. lên thiên đàng, rồi lên các tầng cõi giới cao hơn. Ví dụ như vậy, có nghĩa là À, cái điểm đến của mình đấy. rồi cái điểm đến của em là tự do trong tâm trí, thì nói chung là có thể là tự do, đó là như mình cảm thấy mình thoải mái trong tinh thần á, thì mình giống như mình sẽ đương nhiên là không ai muốn là mình sẽ đi vào địa ngục rồi đó, thì mình sẽ hướng đến những cái điều đó. Đúng rồi đấy, chính vì thế chúng ta người ta vạch ra địa ngục, với cả giống như chúng ta đi trên một đoạn đường ấy. Các vị rất đơn giản thôi, chúng ta đang hình dung là chúng ta đang lái xe, chúng ta đang sống này là chúng ta đang lái xe trên một con đường đúng không đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải biết cái đích đến của chúng ta là cái gì đó. Nó là một cái trạm dừng nghỉ, hay là hoặc là một cái nhà ông bà ngoại chúng ta, hay là nó ra một bãi biển. Thế, ít nhất chúng ta phải biết được rằng là chúng ta đang lái xe này là để dẫn nó đi tới đâu đúng không đấy. Chứ chúng ta mà không biết rõ ràng là chúng ta đang rõ ràng chúng ta đang cầm lái mà hỏi là đang đi đâu đấy, bảo không biết cứ đang đi rồi nhưng mà không biết đang đi đâu cả đấy. Cho nên là khi mà chúng ta không biết mình đang đi đâu rồi ấy, thì lúc đấy nhưng mà tôi chết rồi, chết rồi, coi như là rõ ràng là mình đang đi mà mình không biết đang đi đâu cả. Thì cái câu chuyện ở đây ấy, chính là chúng ta cần phải ý thức được rằng là chúng ta đang hướng cái giá trị sống của chúng ta đến cái giá trị đấy. Nếu như ít nhất ấy, mình quay về nhà ít nhất là tôi đang đi tìm một cái cuộc sống hạnh phúc, tôi đang tìm một cuộc sống tự do, tôi đang tìm một cái cuộc sống gọi là một cái gọi là một cái nó gọi là tôi đang tìm một cái cuộc sống gọi là làm cho mọi người tìm đến một cái nơi mà mọi người được an bình tự do. Ví dụ vậy, tôi đang cần tìm một cái nơi là để cho mọi người an vui và tự do, tôi đến một cái chỗ đó ví dụ vậy. Cho nên là tại sao người ta mới gọi là phân ra các cái tầng, trong sau này chúng ta mới hiểu được các cái tầng mà nếu mà trong các vị tâm linh hay phân đây là cảnh giới của thánh này, đây là cảnh giới của bụt này, hàng duyên hàng 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 thanh văn này, hàng duyên giác này, hàng phật này. Đã. Bây giờ các vị phải xác định là hướng mình của nào, hoặc là nhập dòng thánh, hoặc là nhập dòng duyên thanh văn duyên giác, dòng của trí tuệ, hoặc là rơi vào gọi là cõi ta bà, là con người của chúng ta, người ma lẫn lộn quỷ lẫn lộn hết là ta bà này, hoặc là chúng ta phải hướng xuống dưới, tức là chui xuống địa ngục xem nó dưới đây nó vui cỡ nào. Đấy là đấy là những cái gọi người ta gọi là những cảnh giới. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải ý thức về những cái điều đó, là chúng ta định hướng cuộc đời mình tới đâu, hướng đến giải phóng giải thoát, hướng đến tiếp chúng ta lại quay về với cuộc sống này, về với cuộc sống ta bà này, hay là chúng ta muốn mình nhập vào dòng thánh, nhập vào hàng hàng Phật. Đấy đấy chính là cái đích chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi rằng là chúng ta đang hướng cuộc đời mình tới đâu đúng không. Thì khi chúng ta hướng đến cuộc đời tới đâu thì cái hành vi trong cuộc sống của các vị này nó thay đổi ngay lập tức đúng không nhỉ. Giả sử nếu chúng ta hướng mình về tâm Phật thì ngay bây giờ chúng ta phải giữ giới, là chúng ta phải biết ăn nói cho nó khiêm tốn, rồi là chúng ta phải giữ cái hành vi để nó không gây ra nghiệp ác, không ra gây ra những cái gọi là cái gọi là cái nguy hiểm đó. Rồi chúng ta phải nâng tuệ giác của mình lên, trí tuệ của mình lên, chúng ta lại phải cống hiến giúp đỡ yêu thương mọi người.
Thì đấy là đấy đấy có nghĩa là ngay khi quý vị đặt trong đầu mình một niềm tin thì lập tức hành vi của quý vị đã thay đổi, đúng không? Đấy. Chứ nếu như các vị không đặt niềm tin vào là hướng đến Phật, các hành vi là ôi tôi ở lại thế giới này, thì các vị cứ vui chơi đi, có cái gì ăn cái đó, rồi có cái gì gặp cái đó, có gì cứ nói thoải mái đi. Thì đó là cái cuộc sống gọi là tự do, không có cái không có cái hướng nào cả, thì có nghĩa là không có hướng nào cả thì cứ tự do đi, đúng không? Đấy. Đấy, đây là trong đầu chúng ta phải luôn luôn đặt ra câu hỏi rằng là chúng ta đang muốn hướng mình về tới cảnh giới nào. Đấy. Nếu như cảnh giới thánh, đúng không? Đấy. Thì chúng ta lại phải, nếu mà gọi là cảnh giới của thánh thì người ta sẽ làm cái gì, đúng không? Người ta phải có phép chú, đúng không? Người ta phải có coi như là phù phép, chúng ta đi luyện thiền, luyện bùa, rồi luyện bùa, rồi luyện ngải, rồi luyện phép bằng cách là tra nào là phong thủy, nào là tử vi, nào là đủ mọi thứ, bắt đầu là chỉ gọi là bùa chú các loại. À, như vậy chúng ta chỉ cần nhìn vào hành vi một người thôi, chúng ta biết là người này đang hướng đến đâu, đúng chưa? Đấy, những cái người mà đang coi như là cố gắng luyện bùa chú ngải rồi phép rồi là gì gì đó, chúng ta biết ngay, à ông này đang luyện thành phù thủy rồi, ví dụ vậy đó. Nên chúng ta phải luôn luôn đặt ra câu hỏi nhá, đặt ra câu hỏi các vị muốn tiến tới cảnh giới nào, thì ngay lập tức cái hành vi của quý vị nó sẽ được điều chỉnh và điều tiết trong cuộc sống này. Đó. Chứ nếu như chúng ta không đặt ra cái câu hỏi nào á, là chúng ta còn nghi ngờ, còn phong thủ, là chúng ta còn khổ này nhá. Cứ vạch ra mấy cảnh giới đấy, về nghiên cứu xem là thích cảnh giới nào, cái tiêu chuẩn của cảnh giới đó, để đạt được cái cảnh giới đó thì người ta phải làm như nào, đặt ra chứ không là không có chúng ta không có cái nghi, không có rõ ràng mục tiêu, không có rõ ràng về con đường ấy, là suốt ngày sống trong nghi ngờ, phòng vệ phòng thủ, rồi cứ giống như là tất cả mọi người, chúng ta hay quan sát các con thú cũng vậy, nó luôn luôn trong sống trong cái thế sợ hãi. Vì sao vậy? Đấy, vì là cái phía trước của nó luôn luôn có thay đổi, có biến động, mà con người chúng ta cũng chẳng khác gì, nếu như chúng ta không cài đặt niềm tin. Nhưng khi một người đã cài đặt niềm tin rồi thì họ vững chắc lắm, họ vững tin đi trên con bước, đi trên con cung đường họ đã xác định. Đấy, cho nên là chúng ta muốn sống theo cái kiểu bản năng theo con thú thì có nghĩa là chúng ta chả cài đặt cái gì vào trong đầu mình hết, chúng ta không cài đặt cho một niềm tin, một mục đích nào hết, thì nó sẽ luôn luôn chúng ta phải ở trong cái thế gọi là phòng vệ phòng thủ. Đó. Rất là mệt mỏi. Ok, như vậy là các chị anh chị nắm được cái tinh thần này, vì khi chị anh chị phải đặt được mình và đến mục tiêu này thì sau đó các anh chị biết quay lại soi mình là như thế nào, à mình còn sân nhiều, mình còn si nhiều, mình còn mê nhiều, ví dụ vậy, thì cái tiêu chuẩn, cái mục tiêu kia nó sẽ tự động nó quay lại, nó có tiêu chuẩn để đối chiếu với bản thân mình, thì từ đó là mình mới bắt đầu luyện, đúng không? Đấy, mình không luyện thì mình không luyện thì làm sao tới được, chứ còn suốt ngày cứ đi học đi học đi học đi học, nhưng cái túm lại là anh chị có luyện không, đúng không? Học chỉ là nhận thức thôi nhé, còn đâu để luyện theo những cái nhận thức đó là một cái việc khác hoàn toàn. Vậy thì chúng ta phải có một cái action nào đó, hành động nào đó, chứ chúng ta không phải là ngồi chỉ để nghe, không phải chỉ để xem, mà phải biến nó vào cái đời sống hàng ngày của mình này thì nó mới thay đổi được. Đấy. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ có nhận thức không là không đủ đâu. Đấy. Cho nên tớ mới bảo là tớ vứt hết những cái kiến thức của tớ đi. Đấy. Để tớ chuyển mình sang một cái thế gọi là thực hành nó, bởi vì biết thế là đủ rồi. Đấy. Chứ còn nếu chúng ta tớ mà ngồi đây tớ bắt đầu tớ luyện sinh chắc, tớ viết phần mềm, tớ viết code, tớ viết thay đổi, rồi tớ đào tạo các vị, tớ cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà túm lại cái việc đó nó giải quyết cho tớ cái việc gì, đúng không? Đúng không? Nhìn, có nhìn thấy nguy hiểm của nó không? Đấy, chính mình không giải phóng được mình, cứu được ai? Không cứu được, đúng không? Giống như bây giờ tất cả mọi người đang, chúng ta đang trong một cái chậu nước, nó coi như là nó hỗn độn đây này. Đấy. Bây giờ nếu mà muốn cứu anh em là phải, chúng ta phải thoát ra cái chậu này đó, phải nhảy ra khỏi cái chậu này, thì sau đó mình đứng ở ngoài trên trên cái miệng hố đấy, chúng mình thò tay xuống nhấc từng ông một lên được. Chứ còn bây giờ tất cả chúng ta đang đứng trong một cái hố nhốn nháo này, mà chúng ta cứ coi như là chúng ta hô cứu mọi người, làm sao cứu được, phải nhảy ra khỏi cái hố, miệng hố này, sau đó là nhảy ra được ngoài rồi mới thò tay xuống cứu nhấc từng người ra một. Bản chất của nó là như vậy. Ok, thì đây là câu chuyện này, là lạm dụng cái câu chuyện này để cài đặt tư tưởng cho các anh chị. À, chỗ đây.
Bây giờ từ ngay từ bây giờ hãy đặt ra mục tiêu chúng ta tiến đến cảnh giới nào nhá. Đấy. Trong 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 đời sống này. Cái cảnh giới này nó không phải là phía xa đâu, nó sẽ là nằm ngay trong tâm trí của anh chị đấy. Chứ nó không phải là sau này chết rồi tôi mới đi về đâu, không phải. Ngay từ bây giờ nó đã biết rằng là đi về đâu rồi. Nó nằm trong tâm trí của mình. Nếu như mình muốn luyện cho cái tâm mình nó thanh tịnh thì đó chính là bắt đầu chúng ta bắt đầu có cái, nghĩa là ý thức về cái giá trị sống của chúng ta rồi đấy. Chứ nếu chúng ta không ý thức về cái để cho tâm trí và thân thể chúng ta nó ra cái gì, chúng ta cứ hành động theo kiểu dạng nó chỉ phục vụ cho cái bản năng sống không ấy, thì rồi đến lúc nào đó chúng ta sẽ bị hoang mang. Khi nào chúng ta hoang mang? Khi sức khỏe chúng ta bị đuối xuống, chúng ta không thể làm được những cái việc mà chúng ta đang làm nữa. Đấy. Khi tinh thần trí tuệ chúng ta bị mất đi, chúng ta không tin vào những cái gì chúng ta đang thấy nữa, thì rõ ràng lúc đó là rõ ràng là lúc đấy là gọi là con bản năng nó sẽ sơi tái chúng ta luôn. Đấy. Cho nên chính vì thế mình sẽ khi mình còn khỏe còn trẻ này này sẽ mình sẽ ý thức ngay với cái việc này và chúng ta luyện nó ngay, chúng ta thấy được nó ngay, nó là như vậy. Đi phòng thủ nghi ngờ là như thế đấy. Thì đấy là chỉ có cặp này thôi nhá, nó mở rất nhiều vấn đề cho anh chị. Ok, hôm nay sẽ bạn biết là đặt một câu hỏi mình đi về cảnh giới nào nhá, xong ngày mai trả lời nhá. Mà ngày mai mỗi anh chị sẽ viết ra một cái mục tiêu của mình là muốn đi về đâu đấy, tại sao mình đi về đó. Đấy là cái câu chuyện này này, thì đấy là cái chúng ta đặt ra câu này để chúng ta xóa cái nghi ngờ trong cuộc sống này đi, chúng ta sống nó tự tin mạnh mẽ lên. À, cái cặp này. À, còn tập trung và phân tán cũng vậy thôi, tập trung và phân tán đây đây là một cái cặp. Cô Hào mạnh quá, 6:03 mới cặp thứ hai này mà đã mất hết thời gian rồi. Các bạn nào phát biểu giúp cái tập trung và phân tán khác nhau ở cái gì? Mời Hiền, Ngô Xuân Hiền hiểu thế nào về cặp này? Chúng ta học nhanh trong mấy phút nữa để giải quyết tất toàn bộ cái cặp dưới này. Mấy cặp này sẽ được nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài sắp tới. Những cái cặp nhận xét này. Ngày mai sau buổi hôm nay, ngày mai mình bắt đầu sẽ sang chia ra cái nhóm tính cách. Dạ thưa thầy, Tập trung và dạ phân tán. đối Hiểu với thế nào là tập trung? dạ đối với cặp tập trung và phân tán thì tập trung là cái cách mà mình dồn tất cả nguồn lực vào trong một việc hoặc một cái Một sự việc kiện đúng nào không? đó, dạ đúng rồi, một điểm nào đó. Còn phân tán thì ngược lại là mình Đúng rồi. dàn trải những cái sự tập trung của mình, tức là mình dàn trải năng lực của mình ra, hay là dàn trải cái tài nguyên của mình ra để làm nhiều thứ cùng lúc. Ok, đúng rồi. Rất dễ hiểu đúng không? Nhất là anh hiểu. Bởi vì tại sao anh hỏi 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 Hiền biết không? Bởi vì Hiền có nhiều hoa tay đúng Dạ, không nhỉ? em có Bạn ấy chín có nhiều cái. hoa tay. Nhiều hoa tay một tâm đấy. Bạn này này. Hiền ấy rất nhiều hoa tay một tâm. Thì bản chất của tập trung đó chính là hội tụ đúng không nhỉ? Dạ. Ok, bản chất của tập trung chính là hội tụ. Đấy. Hội tụ nghĩa là bình thường trong cái môi trường của chúng ta thì nó rải rác rất là nhiều nơi nhiều chỗ, nhưng mà khi chúng ta làm được cái việc đó là chúng ta làm cái việc tập, khi chúng ta tập trung ấy, thì nó hội tụ hết. Giống như là ngày xưa, bây giờ chúng ta chỉ có một từng này tiền thôi, chúng ta muốn làm cái việc gì đó, chúng ta đầu tiên khi chúng ta không đủ tiền đâu, giả sử chúng ta muốn mua cái xe máy gắn máy chẳng hạn, mà trong túi chúng ta chỉ có hơn 10 triệu, một cái xe máy nó 25 triệu. À, nhưng mà lúc đó là chúng ta sẽ phải nhờ, chúng ta hỏi bố mẹ, người thân, bạn bè, anh chị em, đồng nghiệp, cơ quan, và tớ cần mua cái xe máy này nhưng mà tớ chỉ có 10 triệu thôi, thì mọi người sẽ giúp, thì có nghĩa là mất tất cả mọi người sẽ xung quanh và để giúp cho cái anh này có được cái xe gắn máy. À, thì đó là cái hiện tượng chúng ta gọi là cái vấn đề này, chúng ta gọi là tập trung như này. Nhưng mà vấn đề khi nào thì chúng ta tập trung đúng nhỉ? Tập trung chính xác là hội tụ rồi, là quy tụ. Tập trung là hội tụ, là quy tụ, nghĩa là dồn, nghĩa là từ cái trạng thái phân tán, trạng thái gọi là không không cụ thể, nó về tụ thành một điểm, tụ một góc. Giống như tiền bạc của anh chị để rất nhiều nơi, nào là túi áo, túi quần, nào là ví, nào là móc, nào là túi trong túi sách, nó để rất nhiều nơi như vậy. Thì bây giờ chúng ta dồn nó về một điểm, đó là chúng ta dồn về cái túi bên phải thôi, thì đó gọi là tập trung. Hiểu thế cho dễ. Bây giờ vấn đề là khi nào thì chúng ta có cái được cái tập trung này.
khi nào thì nó cần tập trung, đây mới là cái hay. Đó. Thường thường là khi nào thì chúng ta tập trung, có ai phát biểu giúp cái điều kiện này đó, khi nào thì cái điều kiện họ tập trung này nó xảy ra? Khi mình rõ ràng mục tiêu không thầy? Đúng chưa? Có nghĩa là muốn có tập trung này thì chúng ta phải có mục tiêu, đúng chưa? Giống như mình vừa nói đấy, chúng ta các anh chị phải muốn có cái xe gắn máy. Đó. Mặc dù là túi mình chỉ có 10 triệu thôi, nhưng mà nếu như các anh chị muốn có một cái xe gắn máy, và các chị anh chị mà xung quanh mà anh chị mà có những người có khả năng họ giúp mình được ấy, thì lúc đấy thì mình chỉ cần đặt mục tiêu là ồ tháng này tớ muốn có cái xe gắn máy. Nhưng thì tớ chỉ thông báo cho mọi người biết là tớ chỉ có 10 triệu. Bây giờ tớ muốn là các anh chị nếu có điều kiện giúp đỡ tớ, thì mọi người sẽ tập hợp hết cái nguồn tiền của mình, những cái nguồn tiền mà mỗi người sẽ giúp anh chị một chút. Thế là chúng ta đạt được mục tiêu, đó là mua được cái xe gắn máy. Vậy thì chúng ta muốn có tập trung, vấn đề là cái tính tập trung này thì ta hiểu, nhưng mà chúng ta muốn có tập trung là chúng ta phải có gì? Có mục tiêu, đúng không? Đấy. Cho nên cái nhiệm vụ của mình ấy, muốn tập hợp được nguồn lực, muốn tập hợp được tài sản, vật sản ấy, là các anh chị phải có mục tiêu. Không có mục tiêu các anh chị sẽ không bao giờ quy tụ được. Giống như một người, một người mà không xây nhà ấy, thì tiền của họ có thể là có đấy, nhưng mà hôm nay cho đứa kia mượn, ngày mai cái kia cho mượn, ngày mai cho mua cái này cái kia, rồi một lúc nào đó nó sẽ tán hết, không xây được cái nhà. Nhưng mà nếu như họ bảo rằng là ồ phải xây một cái nhà thôi, thế là lúc đấy mẹ nó bảo mày có thiếu không, đưa mẹ cho mượn. Bố bạn hỏi bảo rằng là con có thiếu không, bố cho con vay. Bạn mình mới hỏi là bạn có cần tớ giúp cái gì không, tớ sẽ cho bạn và tớ sẽ cho bạn mượn đó. Chúng ta hình dung ra cái giá trị của mục tiêu. Như vậy là bản chất sâu của trong từ tập trung này chính là mục tiêu. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái từ nghi ngờ trên này chưa, nó đi cặp xuống dưới này. Như vậy nếu như chúng ta không có mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ không tập trung được năng lượng, không tập trung được nguồn lực. Nhiệm vụ ở đây chúng ta phải đặt ra mục tiêu cho mình. Đó. Chưa? Không có mục tiêu này thì nó sẽ phân tán ngay, đúng không? Bản chất của phân tán là ngược lại với tập trung, có nghĩa là nó tán ra. Đó. Ai cảm này? Mà Như thầy vậy ơi là em không có dạ. mục tiêu thì nó phân tán ngay tức. Nó sẽ trong cuộc sống nó xảy ra điều này này, không có mục tiêu là bị phân tán. Đó. Ok, thì đây là một cặp đi liền với nhau. Đó. Cho nên là chủng nước hay chủng đại bàng không quan trọng nữa rồi. Bây giờ chỉ cần là gì, chúng ta hiểu được cơ chế này thì chúng ta biết là chúng ta chỉ cần phải có cái tập trung, nghĩa là phải có mục tiêu thì chúng ta cũng không bị phân tán. Cho nên cái cách của người chủng nước mua nhà một cách nào các anh chị biết không? Nó đứng ra nó vay ngân hàng trước để nó mua, đúng không? Đấy. Sau đó là gì, sau đó là nó mới ngân hàng hàng ngày hàng tháng sẽ đến lượt, đến giờ, đến ngày đến giờ ngân hàng sẽ gõ cửa nhà nó rồi, đến tháng nộp tiền lãi rồi, đến tháng nộp tiền rồi, mang tiền lương và tiền hàng ngày ra đây, thì đấy là cách chủ nước nó mua đấy, nó thực hiện. Thì đó là chúng ta gọi là treo treo đầu lên trước, sau đó chúng ta bằng cách là chúng ta gỡ dần mình xuống, hạ dần mình xuống thấp. Đấy là phương pháp của chủ nước. À, chủ nước muốn 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 có những cái kế hoạch lớn, mục tiêu lớn, họ phải làm như vậy. Có nghĩa là chia cái mục tiêu đó, lấy mục tiêu ra trước đã, sau đó là giải quyết những cái mục tiêu đó bằng cái đều đặn, bằng phương pháp đều đặn thường ngày, chúng nước nó vẫn thực hiện được. Còn cách của con đại cách của đại bàng ấy, hoa tay một tâm ấy, là gì? Không muốn vay mượn ngân hàng gì hết. Đấy. Tôi chờ đến 3 tháng nữa tôi có dự án tôi về, sau đó tôi vay thêm người nọ, vay thêm người kia. Đấy. Để tôi mua nữa đất cái nhà đó luôn. Đấy là cách của đại bàng, có nghĩa là họ chọn một thời điểm nào đó và họ giải quyết đứt cái nhà luôn, chứ không phải là đi vay trước. Cho nên khi chúng ta nắm được hiểu về vân tay và thì nó sẽ có quy tắc như vậy, cái cách của mỗi người nó sẽ khác nhau. Thì đó là chúng ta xử lý cái này. Chủng nước cũng tập trung được, nhưng với điều kiện nó phải có cái, nó có hai điều kiện: một có mục tiêu, hai là có môi trường để tạo tạo ra cái sự tập trung đó. Nó hai cái vấn đề này đối với chủng nước. Sau này chúng ta sẽ hiểu được là nếu này. Như vậy là chúng ta tìm hiểu từ tính tập trung. Chúng ta muốn có sức mạnh ấy, là chúng ta phải có tập trung này nha. Sức mạnh, bản chất của sức mạnh nó là sự hội tụ. Chưa? Đấy, giống như là tất cả các anh năng lượng ánh sáng ngoài trời, nó bình thường chúng ta cảm nhận chúng ta đi được. Nhưng mà nếu như chúng ta hội tụ tất cả những cái ánh sáng mặt trời vào trên một cái kính lúp,
thì nó có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, nó có thể đốt cháy, nó có thể làm con người cháy lên. Như vậy bản chất của sức mạnh, lúc này chúng ta hiểu rằng bản chất của sức mạnh chính là tập trung. Mà muốn tập trung là phải có mục tiêu, mà cần có mục tiêu, không có mục tiêu là không tập trung đâu. Đó. Như vậy ok thì nó là hiểu rồi đó. Còn ngược lại của tập trung là phân tán. Đó. Thì trong cái cặp tập trung và phân tán này chúng ta phải hiểu rằng là không phải lúc nào cũng là tập trung. Nó có yếu tố trong cuộc sống của chúng ta, nó sẽ có hai cái thành phần liên tục xảy ra, đó là chúng ta trao đi và nhận về. Trao nhận, trao nhận, nhận là chúng ta gọi là tập trung, mà trao đi là phân tán. Không có câu chuyện là mọi người chỉ có chiều nhận về, không có chuyện đó đâu. Phải có đi thì mới có về. Về nguyên tắc thông thường thì nó sẽ phải đi trước, về sau. Giống như chúng ta muốn có tiền thì chúng ta phải mang cái sức lao động của mình đi ra làm việc cái đã, thì sau mới có tiền về. Đấy. Làm ăn kinh doanh cũng vậy, chúng ta phải đầu tư ra một cái gì đó trước, sau đó chúng ta mới có cơ hội về. Hoặc là bạn muốn cho người khác coi như là mua hàng của mình, thì bạn phải trao kiến thức, trao trí tuệ lên cho người khác, sau đó họ mới quay, họ mới back lại trả cho mình kết quả. Là như vậy, nguyên tắc của nó muốn có cái gì về, nó là ngược lại so với cái thứ chúng ta muốn, là phải trao đi trước, sau đó mới có về. Đấy, cái là điểm này, trao đi chính là phân tán, tập trung về. Thì cái cặp này chúng ta hiểu vận dụng nó như vậy trong cuộc sống. Chúng ta vậy thì muốn có sức tập trung, muốn có sức mạnh, đó là có mục tiêu và điều kiện để nó xảy ra. Cho nên người khôn ngoan ấy, người ta đặt ra mục tiêu, sau đó người ta tiến hành, người ta thực hiện tất cả những cái nguyên nhân, những cái nhân ấy, để nó tạo ra cái mục tiêu đó. Đó. Giống như bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta muốn mục tiêu chúng ta có cái xe chẳng hạn, thì chúng ta phải tạo ra cái nhân. Đó. Tạo ra những cái nguyên nhân là chúng ta phải, rồi là chúng ta phải huy động từng nguồn lực một. Một phần là vì từ cái nguồn lao động và sức lực công của mình, một phần là do cái tiền mình đầu tư ở chỗ kia, một phần đó là vì mình, một phần nữa là chúng ta tiết kiệm, giảm bớt cái chi tiêu lãng phí hàng ngày. Đấy, như vậy là chúng ta tạo ra các điều kiện để cho cái nhân nó xảy ra, chính là nhân duyên đó. Rồi chúng ta phải cần một cái nhân duyên nữa, nó gọi là thời gian. Chúng ta gọi là nhân duyên. Nhân duyên là những điều kiện để hình thành ra, để hội tụ, để tạo ra điểm hội tụ. Giống như cơn bão, trước khi nó xoáy thì đầu tiên nó phải hút năng lượng, nó gọi là hút năng lượng, nó dồn hết vào một cái điểm. Cho nên là những cái trước khi cơn bão nó ập vào, bao giờ thấy chúng ta sẽ thấy hiện tượng đó là gì? Đó là những cái không gian xung quanh nó tĩnh lặng đến khủng khiếp, nó hút sạch năng lượng thôi. Nó là như vậy. Thì đó là tập trung và phân tán này nhá. 6:15 chúng ta sẽ là học thêm tí chút nữa hiểu. Rồi cái cặp thống trị áp đặt này, bản chất của tính cách của gọi là thống trị và áp đặt này, thì nó là cái gì? Tính thống trị như là áp đặt cái quyền tự trị của mình lên. Tính cách này là của nhóm D đấy. Thống trị và áp đặt. Đầu tiên nó đến, nó thực thi, đầu tiên nó đến, nó gọi là nó phân vùng trước, xong nó đưa cái quyền của mình vào. Cái tính này, tính cách này nó gọi là nhóm D. Mình sẽ giải thích nhanh cho anh chị hiểu với nhóm này. Tính cách này là thống trị, có nghĩa là luôn luôn là muốn mọi người phải nghe theo ý tôi, mọi người phải thực hiện theo cái mệnh lệnh của tôi. Cái trường hợp này nó gọi là thống trị áp đặt, tính cách của nhóm D. Đúng vậy. Nhưng vấn đề là khi nào thì người ta nghe mình, khi nào thì mình được áp quyền. Đó. Nếu như chừng nào, thực chất bản chất của những người người ta đi theo mình ấy, người ta chỉ nghe mình với điều kiện một là người ta được học hỏi thêm, nó có lợi lạc, nó có giá trị lợi ích. Hai, họ được quyền lợi về mặt vật chất. Nó chỉ có hai cái giá trị: tinh thần, trí tuệ và vật chất. Đấy, nếu như các anh chị đảm bảo rằng các anh chị có trí tuệ, có cái khả năng dẫn dắt thì họ cũng đi theo. Cái điều kiện thứ hai nữa là anh chị phải nuôi dưỡng được người ta, bao dưỡng được họ thì họ mới đi theo. Thì lúc đó thì chúng ta mới có quyền gọi là quyền thống trị và áp đặt. Chứ còn nếu như chúng ta không có cái không hội tụ được những yếu tố về tinh thần, trí tuệ, không hội tụ được điều kiện vật chất thì họ sẽ khó theo chúng ta. Đó. Chính vì thế mà để đạt được cái năng lực này, nó gọi là để có quyền thống trị và áp đặt này, thì chúng ta phải đảm bảo được hai điều kiện.
Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta thì không phải là ai cũng làm ai cũng như vậy, mà vấn đề là gì? Chồng thì muốn trị vợ mà vợ thì muốn áp đặt ra mọi thứ khác. À, trong trường hợp đó là chúng ta, khi chúng ta luôn luôn ý thức rằng là chúng ta muốn người khác đi theo mình, chúng ta phải có những cái về trí tuệ kiến thức, có những cái kia thì mọi người sẽ tự động theo, chứ không phải là chúng ta gọi là hô hào hoặc là bắt buộc người khác với một cái thứ mà chúng ta gọi là tôi có quyền. Đấy. Thực chất bản chất của đằng sau quyền ấy, chính là lực, nghĩa là phải có lực thì mới có quyền. Lực đây là chính là tiền của vật chất, lực đây chính là trí tuệ tinh thần. Đấy, các chị mà không có, mình mà không có điều kiện đó thì đừng nói chuyện về thống trị áp đặt. Đó, đúng là như thế. Những người lãnh đạo cũng vậy, mình đi theo họ là vì được họ trả lương, được họ họ chỉ bảo thì chúng ta mới đi theo họ. Nhưng chứ là nếu như chúng ta không được trả lương mà chúng ta không được chỉ bảo gì thì tất nhiên chúng ta không theo. Đó. Thì cái tính thống trị này nó chính là cái đặc điểm như vậy. Khi mà chúng ta không đảm bảo được cái lợi ích, không đảm bảo được quyền lợi ích khác thì đừng có đòi hỏi, đúng lại này như vậy, đừng có áp đặt. Đấy là tính cách của thống trị phá hiểu hay không nào? Tính cách này là nó nằm trong những cái nhà quản trị, nhà lãnh đạo, có những người sinh ra đã có tính cách này rồi. Tính cách này không huấn luyện được các anh chị nhé, nó là một trong những cái vốn tự nhiên, chúng ta chỉ làm nó sáng lên thôi hoặc là làm nó giảm đi thôi, nó là một dạng tính cách tự nhiên đấy, không phải dễ dàng có được đâu. Cái thẳng thắn và vòng tránh này là như nào? À, tính thẳng là đi thẳng vào trọng tâm, đi thẳng vào nội dung luôn. Còn vòng tránh là gì? Người ta đi qua một lớp trung gian gián tiếp, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là thẳng thắn và vòng tránh. Tính thẳng này thường thường là nó cũng sẽ dẫn liền theo đi thật. Đó. Nhưng mà nó có nguy cơ rất xấu, đó là gây tổn thương. Đó. Cái nguy cơ thứ hai nữa của họ, cái tính thẳng này, này. Nguy cơ nữa có một cái đặc điểm chúng ta cần lưu ý, đó là tính thẳng này nó cũng gây ra những cái gọi là gây tổn thương là một này, tính thẳng này nó có một cái đặc điểm nữa, nó làm cho cái vấn đề giả sử như cái tính tôn trọng, tính nó làm cho cái nguy cơ người ta gọi là mất an toàn, tính thẳng này nó cũng gây ra cái trạng thái gọi là mất an toàn rồi. Nó dẫn dễ ra dẫn dẫn xảy ra những cái gọi là những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp. Cái trường hợp này đi thẳng trong cuộc sống của chúng ta thì chính xác nó gọi là có lúc thẳng, có lúc tránh, chứ còn nếu mà thẳng thắn, chỉ có thẳng thắn không là không ổn, mà cứ vòng tránh suốt ngày cũng không ổn. Bản chất của vòng tránh là gì? Là biết, có nghĩa là nó mạnh hơn thì mình phải biết tránh, nhưng mà nó yếu hơn thì mình tiến tới. Cái vòng tránh là chính là như vậy, có nghĩa đi qua một cái lớp trung gian, thì khi mà quan sát các cái dòng sông ở trên mặt đất này thì chúng ta nhìn thấy là chẳng có dòng sông nào thẳng tắp cả. Tại sao lại như thế? Bởi vì dòng nước đi đến đâu nó phải phụ thuộc vào địa hình, địa chất của cái vùng đó. Cho nên là tất cả các dòng sông, thậm chí tất cả không phải là dòng sông đâu, nó to lớn như cái mạch nước ở trên đồng ruộng chúng ta cũng vậy, không bao giờ nó thẳng tắp này. Nó phải là vòng, nó luôn luôn là nó có đoạn thẳng, gọi là chúng ta gọi là thấy nó có đoạn thẳng và có đoạn cong. Cái điều này thì chúng ta sẽ hiểu cái tính cách của chúng ta sau này chúng ta phải luyện thì cũng như vậy, không có thẳng hẳn thẳng mãi mà cũng không có tránh lắm, nó phải có đoạn này đoạn kia. Ok, đó là chúng ta hiểu được là cái tính thẳng thắn và vòng tránh. Những cái người mà nhóm đại bàng của tâm ấy thường thường là tính thẳng mạnh, còn vòng tránh thì thường thường là đặc trưng của nó nằm trong cái nhóm của chủng lược, cái chủng vân tay hình chữ U ấy, móc câu ấy. Vòng tránh thì nó này ăn là được, thì nó là tính thẳng thắn vòng tránh. Tiếp đến là tính hòa đồng và chia sẻ. Hòa đồng có nghĩa là hòa nhập, hòa nhập. Chia sẻ có nghĩa là cùng nhau san sẻ, hai đặc điểm này không, hai đặc điểm này. Còn một cái trạng thái nữa là cái phân biệt và so sánh. Đó. Cái phân biệt và so sánh này này thì có nghĩa là cái tính phân biệt này có nghĩa là chúng ta đưa ra những cái dấu hiệu nhận diện. Đó. Để mà xác định cái này với cái kia thì đây mình gọi là có tính phân biệt. Đó. Có nghĩa là phân chia, nhận diện, đấy là gọi là phân biệt. Và khi đã có phân biệt thì so sánh nó cũng đi kèm luôn.
Có nghĩa là cái này hơn, cái kia xấu hơn, cái này đẹp hơn. Cho nên cái phân biệt và so sánh này nó cũng là một cặp đi liền với nhau. Những cái cặp này thì sẽ có, mình đã viết sách về những cái cặp tính cách này rồi, cho nên là không cần thiết anh chị phải ngồi nghe lâu cái này nữa, nhưng mà thực ra nó có rất nhiều cái giá trị, rất nhiều thú vị khi chúng ta ngồi nói từng cặp này, nó sẽ lộ ra rất nhiều cái bản chất trong tính cách của chúng ta. Đấy, nhưng mà bây giờ thời gian nó cũng giờ 6:22 rồi, mình sẽ xin phép dừng ở đây. Đó, thì sau buổi này mình sẽ gửi thêm cho anh chị các cái khái niệm về những cái nhận diện gọi là tớ gọi là phần hiểu về tính cách tớ đã biết, thì các anh chị có thể dành thời gian cho đây đọc thêm. Ok, chưa muốn nói cái gì nữa chưa? Dạ, con đang nghĩ về cái mà tập trung và phân tán á, là người có mục tiêu thì họ tập trung, còn người không có mục tiêu họ phân tán á. Thế còn người có nhiều mục tiêu là như thế nào? Phân Cảnh tán giới càng là như mạnh, thế nào? người càng nhiều mục tiêu thì phân tán càng mạnh, đúng không? Nó còn mạnh hơn cả không có mục tiêu, đúng không? Cho nên trong trường hợp này ấy, khi mà thiết kế mục tiêu ấy thì chúng ta phải lưu ý này, khi mà thiết kế mục tiêu ấy chúng ta phải lưu ý nó có một cái mục tiêu gọi là mục tiêu master, mục tiêu chính, và những cái mục tiêu còn lại nó phải đi trên trục của mục tiêu chính thì mới được. Chứ còn nếu như mà chúng ta xét mục tiêu là hôm nay là đầu tư bất động sản, ngày mai chứng khoán, ngày kia nhảy sang lĩnh vực make up làm đẹp, ngày mốt chúng ta nhảy về cái lĩnh vực về đào tạo, nó không, nếu như mà tất cả các chuỗi này nó không được đồng nhất với nhau á là nó sẽ bị phân tán ngay lập tức, chúng ta lưu ý đó. Tức giả sử như các bạn mà đang làm trong lĩnh vực về, giả sử như là các lĩnh vực về giáo dục đào tạo chẳng hạn, thì các vị sẽ cần biết là những cái gì mà phục vụ cho giáo dục đào tạo thì các vị sẽ đầu tư theo nó, nghĩa là đi theo phục vụ cho cái mục tiêu chính của mình là lĩnh vực đào tạo giáo dục. Đấy, thì những cái gì mà đi theo nó thì chúng ta đặt mục tiêu đầu tư vào cùng cái đó. Chứ nếu mà chúng ta đặt quá nhiều mục tiêu cùng lúc là chúng ta sẽ bị loạn ngay, tức phân tán, mức độ phân tán của người nhiều mục tiêu còn loạn hơn rất nhiều người không có mục tiêu. Là lưu ý, bởi vì khi đã đặt mục tiêu thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu phải dồn nguồn lực, mà nguồn lực của chúng ta nó chỉ có thế này thôi, nó chỉ ở đây như này vậy thôi, mà chúng ta chia ra 5 7 nơi, nhiều nơi quá là đương nhiên là mà nó sẽ bị cái hiện tượng khi chúng ta chia nhỏ nhỏ nhiều ra thì nó gọi là chia ra thì gọi là bị yếu đi, yếu dần yếu dần yếu dần yếu dần. Đó. Là chúng ta sẽ là chúng ta sẽ khó, mà nếu chúng ta không đồng nhất được là chúng ta sẽ, nó gọi là bị phân tán rất là mạnh. Cho nên cái cách thiết lập của mục tiêu của chúng ta gọi là giống như trên cái hệ thống tất cả các thiết bị, các anh chị để ý này, nó có một cái lúm gọi là lúm master, sau các cái lúm dưới nó gọi là lúm chức năng thôi. Đó, chép bát các thứ. Đó, thì mục tiêu của chúng ta cũng cần phải như vậy, mục tiêu chính, sau đó các mục tiêu bổ sung, như tất cả mục tiêu bổ sung này phải nằm trên mục tiêu lớn thì mới được. Đó, thì đó là các lưu ý anh chị như vậy. Ok, nắm được tinh thần chưa? Con Chưa. cảm ơn. Ừ. Con này có trường hợp Trương, của Trương là có rất nhiều mục tiêu đúng không nhỉ? Con này nhiều mục tiêu lắm. Đó, trong trường hợp này phải biết quy hoạch lấy cái mục tiêu gì là mục tiêu quan trọng, mục tiêu chính, sau đó là những mục tiêu còn lại phải đi phục vụ cho cái mục tiêu chính đó thì nó mới đồng nhất được, chứ nếu như không là chúng ta sẽ, nếu không chúng làm được cái đấy nó sẽ bị phân tán mất. Ok, xin chào, xin dừng lại ở đây, xin hẹn lại các chị vào buổi sáng mai. Chào chào cả nhà. Xin chào các bạn ạ.